Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của Phụ Kiện Pico. Hôm nay mình lặn lội ra tận FPT Shop để ướm thử cái cường lực co dành cho chiếc Nokia 7.2. Đây là cái vỏ hộp cường lực co dành cho Nokia 7.2. Đây là cường lực trong suốt, full màn hình. Thì sau đây mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Thì bên trong hộp của cái cường lực co nó sẽ có hai chiếc cường lực. Thì chúng ta sẽ dán một chiếc và chúng ta sẽ cất đi. Đấy, đó hai chiếc cường lực được đọc bọc trong cái giấy của hãng có chữ go. Nói chung là cái con cường lực go theo đánh giá của mình với cái mức giá mang lại thì khá là ok, bởi vì hơn 100.000 mà chúng ta có tận hai miếng cường lực, nó rất là trơn. Được ưu điểm của con này là trong suốt full màn hình. Thì bên trong chúng ta sẽ có một bộ vệ sinh màn hình và hai cái tấm vít bụi dùng cho hai lần. Rồi thì cơ bản cái vỏ hộp nó như vậy, đóng trong cái hộp kính hộp nhựa trong suốt. Đây là cái Nokia 7.2, một con điện thoại được anh em nhắc đến rất là nhiều trong thời gian qua, bởi vì nó được sản xuất bởi Nokia, có chất lượng hoàn thiện tốt. Camera đằng sau thì theo một cái xu hướng mới, mình nghĩ là cái xu hướng này nó sẽ là cái xu hướng camera của năm tới, khi mà mình thấy là như con Huawei Mate 30 thì nó cũng đã theo cái xu hướng camera tròn này rồi. OnePlus 7T nó cũng theo cái hướng camera tròn. Thì đây là cái cường lực của chúng ta. Cường lực này thì chúng ta sẽ có một cái cường lực là nó full hết màn hình. Chỉ phần trên là hở ra là để vát theo camera thôi. Mình sẽ ướm thử cho các bạn xem nhé. Đấy, khi mà ướm vào thì nó sẽ full hết cái màn hình luôn. Rồi full ở phía trên và phía dưới hai cạnh hai bên, giúp là cái điện thoại chúng ta hiển thị được ngon nghẻ nhất. Nếu các bạn không thích cái cường lực trong suốt này, chúng ta có thể lựa chọn phiên bản là cường lực viền đen. Thì bên mình cũng có cường lực viền đen, thì nó chỉ full hai bên. Cường lực viền đen thì giá nó rẻ hơn một chút, nhưng nó full hai bên và không bị che màn hình. Theo đánh giá của mình là như vậy. Cái cường lực viền đen thì ưu điểm của nó là cái viền đen, nó có viền đen nên nó dai hơn. Còn cường lực trong suốt này thì nó full, nó đẹp hơn. Về độ đẹp thì bọn trong suốt này nó luôn luôn là có ưu thế hơn cái cường lực mà có viền đen của bên mình bán. Thì tùy vào nhu cầu của chúng ta, nếu mà chúng ta không muốn là nó rơi vào cạnh mà nó không yến sao, chúng ta lên lựa chọn cường lực viền đen. Còn chúng ta muốn đẹp thì chúng ta lựa chọn cường lực trong suốt. Thì cơ bản nó sẽ đấy, phần đáy nó cũng sẽ full hết như vậy. Phần phía trên nó chỉ chừa ra lỗ loa và camera. Thì để đặt mua cái miếng cường lực trong suốt full màn hình này, các bạn thể đặt mua qua website phụkienpico.com, hoặc các bạn có thể tìm kiếm từ khóa phụ kiện Pico trên Google để có thể mua hàng của bên mình. Ngoài ra thì bên mình cũng bán hàng qua Shopee và Lazada và Sen Đỏ. Thì bên trên Shopee bên mình cũng là phụ kiện Pico, các bạn để ý cái logo bên mình nhé. Cứ có logo bên mình và tên shop là phụ kiện Pico viết liền không dấu, tìm thì sẽ ra bên mình. Còn Lazada thì cũng phụ kiện Pico viết liền không dấu, cũng có logo bên mình. Bên mình thì bán phụ kiện điện thoại cũng được một thời gian rồi. Các anh em biết là hàng hãng thì bên mình bảo là hàng không phải hàng hãng thì bên mình bảo không phải hàng hãng. Cam kết 100% hàng như video và mô tả, ship toàn quốc. Vâng, trên Sen Đỏ thì bên mình là Mobi Pico nhá. Các bạn có thể tìm bên mình ở trên Google và chat với bên mình qua website bên mình cũng được. Lên website xem thì giá lên biết ở trên đấy. Tùy từng thời điểm mức giá nó sẽ khác nhau, tức là mình sẽ cam kết là mức giá nó sẽ chỉ có thấp đi thôi chứ không có cao lên. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.